Xin chào cô chú anh chị. Đầu video xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một căn nhà mặt tiền đường Lũy Bán Bích thuộc phường Hiệp Tân, quận Tân Phú đang có nhu cầu bán. Căn nhà này với diện tích ngang 4, nở hậu đuôi 10m và chiều dài là 22m. Diện tích đất được công nhận là 177m2, diện tích đất xây dựng là 155m2. Kết cấu trệt 4 lầu, diện tích sàn là 740m2. Hiện trạng thì đang khai thác cho thuê 70 triệu đồng một tháng. Hướng chính là hướng Đông Nam, giấy tờ cá nhân đứng tên. Và giá gia chủ đang chào bán là 188 triệu đồng trên 1m2. Cô chú anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại 078 75 72 158. Số điện thoại có Zalo và Viber để em tiện gửi giấy tờ cũng như là trao đổi thêm thông tin đến cô chú anh chị tham khảo.